Nếu như mọi người đang loay hoay ghép một chiếc âm ly làm sao với đôi loa cực kỳ khó tính và đôi tai khó chịu của mình, thì hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho chúng ta một chiếc âm ly đẹp, xứng đáng để chúng ta chơi với rất nhiều dòng loa khác nhau. Và ở đây nó mang tên là Kain MT45MK2. Âm ly đèn đã là dòng âm ly đem đến trải nghiệm âm thanh có thể nói là dành cho những người chơi audio cực kỳ khó tính. Chúng ta có thể thấy Kain MT45MK2 chạy 4 bóng đèn công suất KT88, 2 bóng tiền khuếch đại 12AU7 và 2 bóng 12AX7. Hứa hẹn sẽ là một chiếc âm ly đem lại trải nghiệm âm thanh high-end cho chúng ta với mức giá thì cực kỳ là mềm, chỉ có hơn 10 triệu Việt Nam đồng. Và đây là dòng sản phẩm siêu lướt nhà số Hà Nội nhập trực tiếp tại thương hiệu Kain để mang về Việt Nam cho anh em cùng trải nghiệm. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy chơi đèn một lần đi để cảm nhận được độ hay, độ thấu, độ ngấu, độ đẳng cấp của âm thanh.